Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quy Gamer đây. Yeah. Ok, hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với cái tựa game Attack Time các bạn. Thì sẽ tiếp tục quay trở lại chạy cái chiếc xe giường nằm. Đây là chiếc Taco Movie Home đời 2016 các bạn. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái nhà xe mà có thể gọi là khá là nổi tiếng. Thì đây là nhà xe Trường Thịnh các bạn. Đó, nhà xe này nó sẽ đi tuyến Quy Nhơn đến thành phố Huế. Nhưng mà hiện tại mình đang ở Huế các bạn, thì một tí mình sẽ chạy cái đoạn về Quy Nhơn lại. Ok, thì khách hiện tại đã lên xe nằm hết rồi các bạn. Đó, vì mà ở dưới đây là còn khách đợi nhóc hết trơn nè. Quá trời đông rồi. Đó, gặp xe của Nguyễn Quý cái là đòi lên đi liền. Trời, làm gì được. Đó, thấy chưa? Gặp Nguyễn Quý cái tự sướng được thì mình tự sướng được. Vãi cái trưởng. Ok, thì cái chiếc xe này chắc mình cũng không giới thiệu nhiều nữa, thì cho các bạn xem sơ sơ cái skin của nó đây. Đó. Ok, đây là hai bên, đây là phía trước. Hiện tại tôi đang mở đèn để cho nó sáng sáng đẹp đẹp vậy thôi. Bây giờ tắt đèn nè. Rồi đó, tắt đèn rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ vào cái cabin. Đây là cabin của chiếc Taco Movie Home đời 2016 các bạn. Ok, thì giờ mình sẽ đề máy lên. Hiện tại đang quảng cáo ở trên đó nè các bạn. Giờ mình sẽ đề máy các bạn. Ok. Rồi. Vẫn là cái vô lăng quen thuộc cho các bạn. Đây là cái vô lăng đời 2016. Đó, nó rất là khác với cái vô lăng đời 2018 các bạn. Ok. Ô, cái kính hậu này sao nó hơi khó nhìn vậy ta. Kính hậu này nhìn ok mà chắc không sao đâu. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu rời khỏi cái bến xe các bạn. Cái bến xe này khá là lớn luôn ấy. Đây. Ok, giờ mình sẽ rời khỏi bến xe nha. Let's go. Đấy. Thì cái skin này là của Nhật nó làm, nó gửi cho mình các bạn. Đó, thì từ đây về sau nếu mà các bạn nào mà có vẽ skin hay sao đấy, các bạn muốn mình quay clip thì các bạn cứ gửi về Facebook cho mình, gửi cái file thiết kế skin đó cho mình để mình quay clip cho các bạn xem. Cái gì hiện tại cũng khá là bận, nói chung không có thời gian nhiều để vẽ skin, nên các bạn nào có skin nào thì cứ gửi cho mình để mình và làm clip cho các bạn. Ok, mình sẽ đi ra đường nào quay nhỉ, mình vô đường nào cũng được, đường này đường ra các bạn cũng được, đằng đẳng là đường vô. Mình sẽ chép vé với lại là cái phòng bảo vệ cái đó. Ừ, chỗ chép vé đúng rồi. Đây, 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 đây. Mình sẽ check vé với phòng bảo vệ các bạn, mình mới đi ra được. Chứ không phải là xe muốn đi ra là đi đâu. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi ra. Xe vào bến cũng phải check vé, mà ra bến cũng phải check vé các bạn. Cái map này khá là đẹp và khá là hay các bạn, khá là tuyệt vời. Tại vì cái map này nó dành riêng cho chạy xe bus các bạn, nên là chúng ta sẽ có khá là nhiều clip hay trong cái map này đây. Nên các bạn nào có cái skin xe nào đó thì các bạn cứ gửi về cho mình. Hiện tại mình có đầy đủ các loại xe khách, như là xe đời 2011, xe đời 2016 hay là xe khách đời 2018 luôn các bạn. Ô, đèn đỏ bà nữa kìa. Hình như mình quên chỉnh cái đèn nhanh rồi các bạn ơi. Ok, xin mình tạm chơi cái đèn nhanh trên bàn phím. Nên là các bạn nào có skin nhà xe nào thì các bạn cứ gửi về cho mình nha. Có nhiều bạn yêu cầu lắm mà mình không có thời gian để vẽ skin được rồi. Nói chung dạo này cũng hơi bận clip mà có ngày ra có ngày không thôi, các bạn biết rồi đây. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình để rời khỏi thành phố nào. Rồi bây giờ mình sẽ rẽ bên phải. Ok, hiện tại là đang trong thành phố các bạn. Quá trời nhà rồi, nhà cao tầng, nhà thấp tầng cũng có. Wow, hai chiếc xe nó chở bốn chiếc đầu kéo Scania luôn các bạn, quá dữ. Bây giờ mình sẽ đi rời khỏi cái thành phố Huế để mình sẽ đi về Quy Nhơn. Quy Nhơn Hàng Mặc Tử các bạn. Đúng ta phải Quy Nhơn có Hàng Mặc Tử không ta. Ok, chúng ta sẽ chuẩn bị ghé bên trái thì chúng ta sẽ bắt đầu ra khỏi thành phố các bạn. Rồi, ok. Toàn nhà bự 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 không. Ở đâu
đường nó có một cái chạm dừng chân nè các bạn. Nếu mà xem có dừng chân thì mình ghé mình dừng chân. Bây giờ mình sẽ ghé rồi mình đổ xăng các bạn à. Đó. Đây là một cái chạm xăng nhỏ nhỏ ven đường để cho các xe khách cùng đi ngang đổ. Đây mình sẽ ghé để mình đổ nè. Rồi, tôi sẽ tới tí nữa, Rồi, ok, mình tắt máy cái đã. Rồi, chú ơi, đổ cho con đầy bình luôn, chú ơi. Hai lít hả? À, xe mình nó đầy rồi các bạn. Vãi cả trưởng, ghé đổ 2 lít xăng mà. Rồi, vậy đó em đi nha. Có bà nó nhiêu tiền lắm, quên coi nữa. Ok, chúng ta lại tiếp tục hành trình để đi về lại Quy Nhơn nào các bạn. Quy Nhơn là tỉnh Quy Nhơn đúng không ta? Hay là thành phố Quy Nhơn ta? Mình cũng không nhớ rõ. Thế ta sẽ chuẩn bị vào một cái trạm thu phí. Ồ, phải mà đi nhanh tí nữa là mình nói luôn cái đuôi cái thằng xe phía trước à. Nhưng mà không được các bạn ạ. Đi chậm quá. Chúng ta bây giờ phải đi sao? Ok, mình mở cái đèn cabin cho nó đẹp đẹp tí nha các bạn. Đây. À, cái tắt đèn cabin thì nhìn nó thực tế hơn, nhưng mà thôi mình để mở cho nó sáng sáng một tí để nó lộng lẫy sắc màu. Ok, chúng ta đã bắt đầu vào cái đường chính. Ôi trời ơi, con thằng quỷ nó vượt ra thú hồn. Mình tính rẽ bên bên trái chuyển lên. Hiện tại cái con xe Taco 2016 này của mình đã có cái bản update lên rồi hay sao á, là fix xe lại rồi. Nhưng mà mình cũng chưa có thời gian tải về để trải nghiệm cái xe đó nữa. Nên nếu mình để coi khi nào có cái skin 2016 nữa thì mình sẽ làm clip tiếp tục các bạn xem. Theo dự kiến thì sắp tới chắc sắp tới chúng ta sẽ có ra mắt một cái clip, đó là một chiếc xe tải Hyundai các bạn. Còn cái dòng nào thì các bạn hãy đón, các bạn comment ở dưới cho tôi biết đi. Đấy, chúng ta sẽ tôi sẽ chuẩn bị ra mắt cho các bạn xem một cái chiếc xe tải của Hyundai rất là nổi tiếng ở Việt Nam các bạn. À, các bạn đón cái chiếc xe đó của mình, các bạn comment ở dưới cho tôi biết là coi có bạn nào đón đúng không. Hiện tại thì Dương Khánh Minh đang trong thời gian hoàn thiện chiếc xe tải đó. Xe đó rất là hấp dẫn nha các bạn. Xe tải Hyundai các bạn. Xe tải chứ phải là đầu kéo nha, xe tải thùng. Công nhận cái máy nó chạy xuống được các bạn, nó không có bị giảm FPS. Chạy rất là mượt mà. Hồi nãy mình ở trong thành phố nó cũng là rất là mượt luôn á, nó không có bị lắc. Xe nhiều quá trời quá đắt luôn. Đây, chúng ta sẽ chuẩn bị rẽ bên phải. Coi có xe không lên không ạ? Có một chiếc mà mình nhanh nó nhường cho mình này nè các bạn. Có một chiếc nó tính vượt mà mình nhanh cho nó nhường cho mình này. Bây giờ mình sẽ rẽ phải để lên đường khác các bạn. Em bước sang sông, quay lại chi để ướt môi hồng. Tổng tài người trái. Điều này nó lại nhỏ hơn các bạn. Nó nhỏ. Tiếng chim chiều kêu nước lớn dòng. Dệt chi khu
được các bạn. Nó gắn cái biển báo cho mình là cái đoạn này là thả dốc xuống á. Đó. Chơi kiểu cảm giác mạnh cho nó chơi thả dốc, cho nên mà dốc này nó không gắt lắm các bạn. Nhiều cái map mà kiểu là đường nguy hiểm các bạn. Nó làm cái dốc thẳng băng luôn nè. Vãi cả nồi. Ồ, cái đoạn này nó đang bị hư các bạn. Công nhân người ta đang sửa đường nè. Nhưng mà hư là hư cái đoạn bên kia đường, còn mình chạy bên này đường nó lại không có hư. Ồ, đoạn này tới là lên dốc các bạn. Hồi nãy là nó báo mình thả dốc, còn bây giờ là lên dốc. Vãi chữ nha. Nãy gì vậy? Rồi, ai đụng gãy cái bảng ta luôn rồi mấy bà. Nó thông báo các bạn ta chuẩn bị có một cái cua phía trước rồi các bạn. Ai đụng gãy bảng bà nó luôn rồi. Vãi cả nồi. Nè cái bảng nó ta giống gì nè. Ai đụng ngã xuống dưới cái bụi cỏ là tôi mà không thấy là chắc tôi chạy thẳng bay xuống dưới kia luôn á. Ok, giờ mình sẽ ghé lên cái cua này. Ngày em bước sang sông. Ok, đoạn này nó lại lên dốc rồi nè các bạn. Nói xuống dốc giờ lên dốc thì đủ thứ, kiểu cái đường là đường miền Trung mà các bạn, miền Trung đường nó không có bằng phẳng như là ở Sài Gòn hay là Hà Nội đâu, mấy vùng đồng bằng đó các bạn, miền Trung kiểu là nhiều đường nó núi không mà đa số là vậy, nên đi là nó kiểu là lên xuống thất thường các bạn. Như vậy mình đã đến cái bến xe nè các bạn. Ok, giờ mình sẽ ghé vào luôn. Quên cái này nhanh, mình đã quên chuyện. Ok, mình đã đến bến xe của thành phố Quy Nhơn rồi các bạn. Wow, khách đông vãi. Gì mà đông như vậy. Ok, mình như nó kêu mình quẹt vào đây. Vãi cái nồi, sao bến xe đông vãi chưởng vậy. Ok. Dạ. Những bà đó, cái hàng gào này khó chịu đi. Đây các bạn, con phải ra ngoài này luôn đi. Rồi, tắt máy nè các bạn. Rồi, ok thì như vậy cuối cùng chúng ta cũng đã vừa trải nghiệm xong được cái nhà xe Trường Thịnh đi cái đoạn từ Huế về lại Quy Nhơn xong. Đó, thì chúng ta cũng đã trải nghiệm được trên cái map mà lái xe bus này nữa. Đó, thì các bạn có thấy cái video này của mình hay thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like. Còn bạn nào chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nha. Và mình cũng xin thông báo là chắc từ đây sắp tới mình sẽ làm những cái clip game nó ngắn ngắn như vậy đó các bạn. Chứ mình cũng không muốn làm dài cho các bạn xem, tại vì có nhiều bạn là kiểu là làm dài, có một số bạn kiểu là coi hết luôn đó, ủng hộ mình coi hết. Còn một số bạn thấy dài và các bạn cứ xả hoài. Nói chung thì mình sẽ cố gắng làm clip ngắn và chủ yếu tập trung vào những cái phần hay cho các bạn xem thôi. Đó. Thì nếu các bạn có ủng hộ mình làm clip ngắn thì các bạn comment ở dưới. Còn các bạn nào mà muốn mình làm clip dài thì cũng comment cho mình biết để coi mình coi. Các bạn nào thích mình làm clip mà tầm mười mấy phút hay là các bạn muốn làm tầm dài hơn. Đó, để mình biết. Ok, thì các bạn muốn mình làm cái nhà xe nào nữa thì các bạn đừng quên comment ở dưới cho mình biết nha. Còn bạn nào có skin xe thì cứ gửi thẳng về Facebook cho mình. Hoặc cái mail là cái mail của mình á, cái mail nguyenquy.official@gmail.com của mình ấy, các bạn có thể gửi về đó cho mình. Ok, thì chắc mình sẽ kết thúc video ở đây và cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.
Hello các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên bấm vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới, và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn xem livestream của mình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất về mình thì các bạn đừng quên truy cập vào fanpage Nguyễn Quý Gamer, bấm thích và theo dõi nữa nha.